Trong 3 ngày từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã có chuyến tham quan trao đổi, học tập kinh nghiệm một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh làm cơ sở triển khai áp dụng tại địa phương. Cùng đi có lãnh đạo các phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính kế hoạch, Tài nguyên và môi trường, Kinh tế hạ tầng, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm truyền thông và văn hóa hội nông dân, hội phụ nữ, văn phòng điều phối nông thôn mới, lãnh đạo một số xã thị trấn. Trong thời gian 3 ngày, đoàn đã đi thăm và làm việc tại khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh và thăm chuỗi sản xuất các sản phẩm nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco, một thành viên của tập đoàn VinGroup. Khu nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam với diện tích 88,17 hectare, tọa lạc tại Củ Chi, có kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước, đã thu hút nhiều dự án đầu tư trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc các lĩnh vực sản xuất giống cây trồng gồm sản xuất hoa lan cây cảnh hoa các loại sản xuất rau sạch sản xuất nấm cây dược liệu sản xuất giống cá cảnh như cá dĩa và cá chép coi sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp Vineco, một thành viên của tập đoàn Vingroup, chính thức tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp ngày 19 tháng 3 năm 2015. Sau 3 năm hình thành và phát triển, Vineco đã có 10 năm nông trường trên cả nước, hơn 800 hợp tác xã liên kết, trên 250 kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ và phó giáo sư ngành nông nghiệp cùng hàng nghìn lao động địa phương, 3.000 hectare diện tích sản xuất, gần 3.000 tấn nông sản tiêu thụ mỗi tháng. Vinoco đã xây dựng và phát triển 14 nông trường, quy mô và hiện đại bậc nhất, phân bổ rộng khắp trên cả nước. Các nông trường được quy hoạch thiết kế khoa học với khu sản xuất đồng ruộng, khu nhà màng, khu nhà kính, khu sơ chế, đóng gói, tự động và khu bảo quản. Không chỉ lớn nhất về quy mô sản xuất, Vinoco còn là đơn vị tiên phong đưa công nghệ và kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến hàng đầu thế giới về Việt Nam. Toàn bộ 14 nông trường sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và đang chuyển dần sang tiêu chuẩn Global Gap. Chuyến đi học tập tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích nghiên cứu, áp dụng và sản xuất nhằm phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, an toàn, xanh sạch, có thương hiệu và có giá trị gia tăng cao, góp phần cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với đô thị hóa và phát triển công nghiệp dịch vụ huyện Hoành Bồ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.